Chính sân bay. Rất phấn khởi, những người ở dưới Gò đối với họ đi rất đông. 2 giờ sáng là chúng tôi đã xuống dưới bờ kè này. Chúng đã rất háo hức cả đêm để chờ đến sáng để được đến đây trải nghiệm cùng các ngư dân. Chúng tôi cập bến thì cảm thấy coi như bà con xung quanh đến làm mua và cảm thấy chúng tôi cũng phấn khởi.